để nối tiếp vũ điệu tuyệt vời này, đó là ca khúc Khúc Hát Tình Yêu, song ca Viết Bình và Thanh Quý. Vâng, nếu mà quý vị thấy giai điệu vừa rồi mà tuyệt vời thì cùng dành một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Vâng, đó chính là những gì mà ban tổ chức muốn nói đến câu lạc bộ Hướng Dương Tổ 4.